Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy, Chúa Giêsu lại phán cùng các đầu mục tư tế và kỳ lão trong dân những dụ ngôn này rằng: Nước trời giống như vua kia làm tiệc cưới cho hoàng tử. Vua sai đầy tớ đi gọi những người đã được mời dự tiệc cưới, nhưng họ không chịu đến. Vua lại sai các đầy tớ khác mà rằng: Hãy nói cùng những người đã được mời rằng: Này, ta đã dọn tiệc sẵn rồi, đã hạ bò và súc vật béo tốt rồi, mọi sự đã sẵn sàng, xin mời các ông đến dự tiệc cưới. Nhưng những người ấy đã không đếm xỉa gì và bỏ đi. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, những người khác thì bắt đầy tớ vua mà nhục mạ và giết đi. Khi vua nghe biết, liền nổi cơn thịnh nộ, sai binh lính đi tru diệt bọn sát nhân đó và thiêu hủy thành phố của chúng. Bấy giờ vua nói với các đầy tớ rằng: Tiệc cưới đã dọn sẵn sàng, nhưng những kẻ đã được mời không đáng dự. Vậy các ngươi hãy ra các ngã đường, gặp bất cứ ai thì mời vào dự tiệc cưới. Các đầy tớ liền đi ra đường, gặp ai bất luận tốt xấu đều quy tụ lại, và phòng cưới chật ních khách dự tiệc. Đoạn vua đi vào quan sát những người dự tiệc, và thấy ở đó một người không mặc y phục lễ cưới. Vua liền nói với người ấy rằng: Này bạn, sao bạn vào đây mà lại không mặc y phục lễ cưới? Người ấy lặng thinh. Bấy giờ vua truyền cho các đầy tớ rằng: Trói tay chân nó lại, ném nó vào nơi tối tăm, ở đó sẽ phải khóc lóc và nghiến răng. Vì những kẻ được gọi thì nhiều, còn những kẻ được chọn thì ít. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng tổ chức đám cưới cho con cái mình, hoặc là đã từng đi dự những cái tiệc cưới của người thân. Và kinh nghiệm cho chúng ta thấy, khi chúng ta làm đám cưới, đại tiệc, chúng ta mời những cái khách, thì đa số họ đều đến dự. Họ đều có mặt để mà chung vui cùng gia đình. Chúng ta ít khi gặp cảnh gia chủ đại tiệc cưới mà không có thực khách, giống như vị vua trong dụ ngôn tiệc cưới chúng ta vừa nghe. Một đám cưới rất là đặc biệt cho cả người thiết đãi lẫn khách dự tiệc. Và chúng ta thấy cách hành xử của ông vua này cũng như những vị khách cũng rất là lạ thường. Cái lạ thường ở chỗ là người mời thì tha thiết, nhưng người khách được mời thì chẳng thiết tha. Mời mà họ chẳng đến. Thế nhưng trong cái sự lạ thường này, Chúa muốn gửi cho chúng ta những bài học quý báu. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem qua dụ ngôn này, Chúa muốn nhắn nhủ chúng ta điều gì. Con xin dừng lại ở hai điểm nhỏ, đó là tiệc cưới và áo cưới, để chia sẻ cùng với ông bà anh chị em. Kính thưa quý ông bà anh chị em,
theo phong tục của người Do Thái xưa. Những bữa tiệc lớn, chẳng hạn như tiệc cưới, người ta thường gửi thiệp trước đến từng gia đình, nhưng họ không có nói rõ hoặc là ghi rõ ngày giờ để mà đãi tiệc. Và khi mọi chuyện đã chuẩn bị sẵn sàng thì có những người giúp việc, họ mới đi mời lần cuối. Như vậy, vị vua trong dụ ngôn mà chúng ta vừa nghe đã gửi thiệp từ lâu. Khi mọi việc đã đầu vào đấy, xong tất cả mọi chuyện, thì ông sai các đầy tớ đi mời những vị khách đến dự tiệc. Thế nhưng kết quả thì như thế nào? Chúng ta thấy tất cả những vị khách mời đều từ chối. Người thì đi thăm trại, người thì đi buôn bán, thậm chí có những kẻ bắt các đệ tớ nhục mạ rồi giết chết. Những vị khách từ chối dự tiệc cưới trong dụ ngôn chúng ta vừa nghe tiêu biểu cho những ai? Thưa Chúa Giêsu muốn nói đến là những người Do Thái được Thiên Chúa tuyển chọn làm dân riêng của Ngài để chuẩn bị ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Thế nhưng họ đã từ chối cái đặc ân này. Họ làm ngơ trước lời mời gọi của Thiên Chúa. Họ không muốn bước vào nhà của Thiên Chúa. Thiên Chúa đã nhiều lần sai các tổ phụ, sai các tiên tri, các ngôn sứ đến kêu gọi, năn nỉ họ trở về chung hưởng niềm vui hạnh phúc với Chúa, nhưng họ mải mê chạy theo lối sống của dân ngoại, lối sống của sự ích kỷ, chạy theo của cải vật chất, thậm chí là giết chết các ngôn sứ. Thái độ của những người Do Thái đôi lúc nó cũng là chính thái độ của chúng ta. Chúng ta cũng đưa ra những cái lý luận quanh co, những dòng do tam quốc để rồi biện minh cho con người của mình. Chúng ta có hàng trăm hàng ngàn lý do để từ chối lời mời tha thiết của Chúa đến dự tiệc thánh, nhất là bàn tiệc thánh thể. Chúng ta thấy nào là lý do bạn bè, chuyện làm ăn, rồi học hành, chuyện giải trí, chuyện tương lai, rồi nào là quá bận rộn, không có đủ thời gian, để rồi chúng ta đã bỏ lễ ngày Chúa Nhật. Ông bà anh chị em kính mến, thánh lễ chính là tiệc cưới. Thiên Chúa vẫn tha thiết mời gọi chúng ta đến tham dự để cùng chung hưởng niềm vui với Ngài. Nơi đây chúng ta sẽ được thưởng thức một món ăn, không phải là những món lẩu, không phải là những món tôm hùm, không phải là những món bò, nhưng đây chính là mình và máu Thánh Chúa. Nơi đây chúng ta sẽ trở nên là anh em với nhau, cùng chia sẻ cho nhau những phúc ân của Chúa, nâng đỡ nhau trong những lúc khó khăn trong đời sống. Và cũng nơi bàn tiệc thánh, mỗi ngày chúng ta được gặp chính chàng rể, đó là Chúa Giêsu. Chúng ta được nghe lời dạy của Ngài, được nuôi dưỡng bằng lương thực thần linh, chính là máu và thịt của Ngài. Tuy nhiên, muốn được vào dự tiệc cưới nước trời, mỗi người chúng ta cần phải mặc y phục lễ cưới. Sau khi chúng ta nghe dụ ngôn, chắc có lẽ chúng ta cũng đặt vấn đề, tại sao ép người ta, mời người ta vào dự tiệc
rồi lại quan sát thấy người ta không mặc y phục lễ cưới, rồi lại ném người ta vào nơi tối tăm. Chúng ta biết thời vua chúa họ để sẵn cái y phục lễ cưới để tiện cho việc kiểm soát, cho việc giao tiếp. Ấy vậy mà có một người có thể vì sĩ diện hay sự ương lười, anh ta không có mặc y phục lễ cưới. Vậy thì áo cưới ở đây, y phục lễ cưới ở đây ám chỉ điều gì? Thưa, áo cưới ám chỉ chính đời sống đức tin. Phòng tiệc luôn mở rộng cho mọi người, nhưng chỉ những ai có y phục áo cưới, nghĩa là có đời sống đức tin vững vàng, thì mới được vào dự tiệc cưới. Áo cưới còn ám chỉ sự công chính, đời sống lương thiện, những hành vi bác ái yêu thương. Mặc áo cưới tức là mặc lấy tình yêu, mặc lấy Đức Kitô. Ngoài ra, mỗi Kitô hữu đều có một y phục lễ cưới, đó là chiếc áo trắng ngày chúng ta chịu phép rửa tội. Chiếc áo trắng ấy là tâm hồn thanh khiết của những người con Chúa đã được thanh tẩy trong máu của con chiên. Chiếc áo trắng ấy được dệt bằng sợi tơ lời của Chúa. Người tín hữu phải nâng niu, gìn giữ suốt cuộc đời, làm sao để cho chiếc áo trắng ấy được tinh tuyền, thì chúng ta mới xứng đáng bước vào dự tiệc cưới của nước trời. Ông bà anh chị em kính mến, qua bài tin mừng hôm nay, Chúa muốn nhắc chúng ta, tuy đã được gia nhập vào giáo hội qua bí tích rửa tội, nhưng chưa bảo đảm được ơn cứu độ, cần phải mặc áo cưới, nghĩa là phải sống đạo, sống đức tin, sống lương thiện, chúng ta mới được chấp nhận và được dự tiệc nước trời mai sau. Tóm lại, Thiên Chúa chính là tình yêu. Ngài luôn mời gọi và mong muốn mọi người được hưởng hạnh phúc nước trời. Xin cho tất cả mọi người chúng ta luôn biết đáp lại lời mời gọi của Chúa, đồng thời biết chuẩn bị cho mình những chiếc áo cưới đẹp. Đó là sự hoán cải tâm hồn, là những việc lành phúc đức trong đời sống của chúng ta. Amen.